Trong quy trình chăm sóc da, thì việc sử dụng serum là bước quan trọng giúp ngăn ngừa mụn, ngăn ngừa lão hóa, trị nám, mờ nám, giúp da căng bóng hơn. Thế nhưng để serum Honesi phát huy tác dụng và hiệu quả tốt hơn, chị em nên nắm được những bước sử dụng cơ bản. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bước chăm sóc da với dòng serum Honesi cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả cho da nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi sử dụng serum chị em, nên áp dụng các bước đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất. Đối với serum Honesi, cách dùng cũng như các loại serum khác. Đầu tiên, nên loại bỏ bụi bẩn bằng nước tẩy trang. Sử dụng bông tẩy trang thấm nước tẩy trang, lau qua các điểm đến vùng mặt. Sau đó, sử dụng sữa rửa mặt chuyên dụng phù hợp với da để làm sạch mặt. Bước 2, chị em nên dùng nước hoa hồng. Vì nước hoa hồng sẽ giúp da sạch sâu hơn, xe khít chân lông hơn, cân bằng pH cho da, cũng như cấp ẩm và tăng sự hiệu quả cho bước chăm sóc da tiếp theo. Nếu như không có thì bỏ qua bước này. Tiếp theo, bạn hãy nhỏ 1 đến 2 giọt serum Honesi vừa đủ, rồi thoa đều lên mặt là được. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào da. Mỗi ngày nên dùng 2 lần vào buổi sáng và tối. Sau khi thoa serum, thì bạn nên sử dụng kem dưỡng mỗi ngày để dưỡng cho da luôn trắng đẹp hơn nhé. Các bước trên là thực hiện buổi sáng và tối nhé. Buổi sáng các bạn nên dùng thêm kem chống nắng nhé. Serum Honesi hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Honesi hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.